Sớm chu nở đường Còn ớt đông Miễn đâm nà to to khả một thà Miễn bè mà hạ sát mùi ông Trong bàn nôm bè ạ kẹm hè xây Đã công phung miễn bà cua dương tư cờ xa bầy Sạp tay bà niên bà chôn Bà ô tô nâng bà sốt bà rê chà bột Bà niên con nôm bà sva mây dương chôl bầy Nơi chẳng ngay bì rê bùl có bà sốt mộ Chịp buộc mùi Sạch đáy tương bí ông tốt khơi nơi chân này Nực mà ọ ăn à bà chìa nụ đi Trong có cái đầy có bông nụ tục chào khăn ông bà Hai dương trở lọp chôl bà rê chô viên vinh tiền kìm kìm Thalang bì bền bà mà nẹ chung mô vinh Chịp bền rô bò bà rê chìa Miền thang ngày mùi Bền bàn chanh tập bò bánh sát khăn ông bà Bạn bằng đời cho kè tư chìa mùi phong đài Lúc tôi đọc bà chìa cần lại bà rì chìa có bông Cho kè có bước có cái đây Bà rì bàn khơi bông thông chùm lại Cơ dụ bông nụ mọ thay ra xa nó khăn ông bà tiết rồi bọc luôn Lúc bà rì cực khai bông nụ có nhớ chân chìa con mà nụ bọc mà nẹ đã sàn sát Bên khơi lo châm lại ở trà Có chân châm côn nô Lô tra thể thông hỏi đại chú mô thà Cháu bà mạnh Lô châm răn vây thông lãng Bà rô mạnh nạ nê miên rụp đường sát Sơn hà lư bí bà rô tiền buồn Sẽ bí bền vinh Nê dây bí tạ đông dây chây Miền con cửa mô mật nẹ chung mô Nhiêng Tra chào Miền rụp chom lôm bò lò sở đạch kì Đâm là tuần phần lù vôn rực bìa xóm xuân hạ đô chìa tiếp áp sò Tạ đông dây chảy ban xong phát tiết nô lỡ đầy tuôn mùi Miền tật vọt chung bình đâm bấy ca bìa có mối bò rò chanh chô Đó lùm nơi thàn rô bò bụ quạt Tạ đông dây chảy miên phá ôn xa rây mà nẹ chmô nàng tên Nớp hôm xa rây rồi nốm Ta nâng dây tánh tên nôm côn cổ mông tờ lên phá tiết phá ôn xa rây chảy nhật nhọp Nốc nông phùm Nàng tra chá đa căn khó ôm đoàn tức Nẹ xa rọc khơi nàng đà con nôm khá nê xa xa thà Đâm nà nhàng nhọn Tớp tí cần lấy nốt chụp chmô thà Phùm khúm nhẹ nhọn Rồi bê nhàng đa mọt đo lần đồn tức Miên mần nụ xa xa nhàng thà Sạch xa xa cú Tớp tí nụ chụp chú mô thà Khôn cú Mọt đo sập thằng ngày nỉ Thằng ngày mùi Ta đông dây chây nâng côn mô linh bất tia nhàng tên tiết Lúc mở đọc bẹc cần đáp lời, bàn chụp nâng priền vinh cầm bông nôm cháu bà mạnh đã bỏ bánh sát. Có trẻ chê xua sọc tục khả nê tư vinh tử mọc, bộ phụ quật thlop sọc khả nê bì môn mọc. Ai cháu bà mạnh, nâng nâng trò cháu cả bà bàn khinh khả nê hài, có trẻ thầy cuối cùng khả nê rồi hốt đòn miên dịch đầy sân nê hà. Dôi chất khả nê đã mần ách bông phá lịch bàn. Trong này ta nâng dậy có bình chất nâng cầm lọc mà nẹ nẻ đài Rồi một Cháu bà mạnh có trẻ tay sẽ cắt một chút nâng tờ chào Rồi lớp đàn nâng bàn bà linh tiết mà đài mình Miền thằng ngày mũi Ta dây rủ vô khăn bếch Nâng có lộp bà linh tiết mà đài mình tại bà nẹ ánh Thả lãnh bì bà rì chia đầy cung xâm chọt nơi bây bình tây lùng về cung lưu khăn nông À sắp bìa, bán cờ lấy khơi nhân công phong đa tèm nè anh có lụt chọc bị lực nông xe dân xâm đau tù rộ niền Hơi luôn luôn niền đòi xe kỳ đầy xe nè hà Trong bây đều xe lách bà tiết niền nè xe rốc kỳ hào thà Bây bà tiết niền Để sắp ngay kỳ hào khai mộ thà Bà tiết lãng tù huynh
Nàng trở chào có miên sức đầy phát phay. Mình miên ca chơi tọp tới bà đề chìa vinh thế. Bà chìa rốt tà lọp gọi. Bên nốt bà đề chìa nâng xin ná cổ rốt đánh tam niêng phá liêm. Đói cầm lăng rốt mình bàn chẳng ngại. Nàng có bàn chọp nơi các ba. Đồng bột mùi khăn ông bà đầy hai lực đầy buồn xuống thà. Bà rực nhóm bật chìa cụ bà đền chìa mùi nâng cháu bà mạnh mẹn. Sau mấy khăn nhóm lẹ khăn luôn nấu đồng bộ này bàn chất phong. Lúc buồn xuống chóp, nàng có xâm ngóm lẹ khăn luôn nơi tì nốt mà nè anh. Bà rè chìa nâng xe na mọt đo rộ nàng mình khơi. Trong có bị cửa chìa mùi nâng xe na. Xe na tu thọp thả, sẽ đem biên rụp lò mạnh mạnh nế. Rốt một buồn bắt nơi đầm bộ đã chỉ cần lại mình cua nâng lẹ khá luôn đổi chân này. Bà hai chỉ miễn tì vật đà chùi dù à xa nhàng mình khá lại. Sẽ nà mình đã tiếp tù thà. Bà bà ông sọp bà rì hà rực tây lưu rụp nhàng mến. Xong bà ông dân chô tù sẽ đầy đăng đăng niên tam bà bây này vinh. Bà rì chìa trông bà sẵn đạp bẹ sẽ nà tăng ọ sọp cực hỏi. Có dân tà lọp chô bà bàn liều vinh. Đôi chân này hỏi, bạn chỉ nơi cần lấy nốt chuộp cho mùa thả đâm bộ miền lẹ. Rồi mốc, nợ sở rộng bàn sang sông vọt đâm bộ miền lẹ. Nó khăn ông khung tùm nụp thông sở rộng bởi nhờ lư khát cận đào. Lúc sẽ đặt dường tự bạc. Nên ta chào cả đời chanh bị đâm bộ nốt trở lọc một tiểu vinh. Nàng bàn đi bộ bà bộc bà đáy nó hẹt đại cất miễn đồ rụp nàng hỏi. Thả lãnh bà bì sẽ kết đầy sân hà rộ bọc luôn tới lời chào bà mạnh. Mà hà sẽ nà bàn sẽ phải rộn nàng trả chờ cực tự ti nâu ta mần khởi tiệt. Bà đá rơi chìa có bà chùm ọ bộ sẽ nà niềm mớn. Hãy trông miễn bà rích bàn chìa ở rếp trong bê thi bà năng tụ ngô đâm bây ôi mần núp phá al mộ mơ kết lãnh bàn chụp bà tiết nâng nàng. Lúc đó thằng ngày bà năng tụ Nghĩa sẽ rộng bà áo chú cho mì để đạp biệt bình phá lời. Kể đến lúc, ta đông dây chơi của nôm con sẽ rây tùm mơ ca bà năng tụ nâng kỳ đá. Mà hà chuẩn chạy tê mơ xâm rõ rộng bò niêng thaym tình lũi xa xa cực cực nìa. Sẽ kể đây xa xa bì mọt mùi tô mọt mùi. Cả lịch lưu ta đa xì nà đầy cầm bông xa bành rộng mơ niêng. Hai cả chạy tê đa tàm niêng rô hốt đòn xa quả bà tiệt. Tớp trở lọc tô thoai bà đề chìa vinh. Bà rè chìa, có dương mọt đòl bà tiết, ta đông dây chơi, trông miên bà bình tùl. Xong sẽ đầy đánh đăng côn sẽ rè chìa kẹo mẹ hè xây đầy bà tòa. Hai bà ông mạnh chạy tiệt thà, xô mây ta nâng dây bông cọp dân na có bông cọp mọt chó, dương hiên tờ tùl tiếng ọ. Ta dây bàn xua chất côn đà, ta nhàng bà cài chùm bố hộp bọc mà đài thà. Côn mân tự tù dựa sẽ đại tế khi nhóm sốc chất sẽ lắp cho môi cháu bà mạnh chưa cú bần đồ chất. Ở bục lưu côn bà cây đồ chân nó có bị cửa cho môi dây thà. Bây giờ mình thay côn ơi sẽ đách, dân nâng biên tốc nó thằng ngày cõi mình khan. Ta bài lực nàng ơi tự trúng, dân à nách chất côn để ban sẽ lành khi nha cho môi cháu bà mạnh. Chất tì bình chất ở rô bà dân tàu hai. Bà ấy chẳng, dân bông qua bà đó ngồi thông nguồn tới. Dây bàn thàm. Bàn tòa bì bì phía xa khả nhờ rốt. Dây tả. Có một bông quạp tùl bà rì chìa thà. Xông bà ông lực bà lâu mùi. Chà bì bà bình lìa mở đọc bà tìa tùl bà bông cùm ôi rô chìa sạch ta khả nông mùi rì trái bà nọ. Bà mình hỏi thế. Tùl bà bông cùm mình lực con thoái bà ông lại. Bà rì chìa trông bà sân đạp hơi dồn thà bình tục này thông minh ná. Ta đây xa trông. Tôi sẽ bật đầy cho thua thêm tiền sắp bà đá rích hà rật tây lưu rụp nhàng khăn lưu lục phòng nốt. Trông có tổ tuôn thua phá lưu tam bằng quốc tạ đông dây chạy mền. Bà đá ông có hào rê bôl tầng ốc một chút chung khăn nha. Hai bánh chìa ôi lưu phá lưu thân nol mùi chạp bì bà đá bình lìa. Rồi hốt đọt bà tiết. Âu đồng mai chế dòi hỏi khăn ông rì dạ bêl mùi dục bìa đà hào thà sở cổ đông sọp thằng ấy. Cứ hào tam bè bần tu sạch đạch môn nồng bốn đà hào thà. Âu đồng mai chế tài cởi mỗ kì hào khai chìa
ឧត្តមមានជ័យគ្រានោះរេពលទាំងអស់លើកផ្លូវតាំងពីប្រលប់រហូតដល់ភ្លឺតែផ្លូវនោះនៅដាច់មិនទាន់ជួបគ្នាទើបទីនោះហៅថាភូមិថ្នល់ដាច់នៅក្នុងបន្ទាយលង្វែកស្រុកកំពង់ត្រឡាចខេត្តកំពង់ឆ្នាំងព្រលឹមស្រាងស្រាងតាដងយាយជ័យបាននាំគ្រូសាចុះទុករួចជាស្រេចទៅមើលផ្លូវថ្នល់ដោយមានបំណងថាបើព្រះអង្គលើកផ្លូវក្នុងមួយយប់ហើយមែននោះនឹងនាំកូនរត់តែម្ដងលោកឃើញផ្លូវលើកមិនហើយតានឹងយាយត្រេកអរជាខ្លាំងក៏ច្រានទូកចេញទៅវិញមិនបងអង្គឡើយលោកស្ដេចយាងមកដល់ទតឃើញទូកតាដងយាយជ័យចេញទៅឆ្ងាយត្រង់កឹតស្មានក្នុងប្រតិថាអោដងម៉ែជ័យមុខជាខឹងពីការលើកផ្លូវមិនរួចនេះហើយបានជាពួកគាត់មិននៅចាំជួបដូច្នេះព្រះរាជាក៏ចាត់សេនា4នាក់ឲ្យចូលទៅអង្វរតាយាយនិងសុំយកនាងមកធ្វើជាព្រះទេពីរបស់ព្រះអង្គសេនាក៏ទៅអង្វរតាយាយតាមព្រះរាជបញ្ជាពេលនោះនាងត្រចាលក៏លុតជង្គង់សំពះប្រណម្យទៅសេនាវិញថានាងខ្ញុំសូមក្រាបបង្គំព្រះរាជាថាខ្ញុំម្ចាស់មិនសុខចិត្តទៅធ្វើជាព្រះទេពីរបស់ព្រះអង្គទេព្រោះខ្ញុំម្ចាស់ជាកូនរាជសាមញ្ញធម្មតាតែប៉ុណ្ណោះបើព្រះអង្គនៅតែបង្ខំខ្ញុំនឹងសម្លាប់ខ្លួនគណៈពេលនោះតាដងយាយជ័យស្ទុះទៅអង្វរសេនាថាសូមលោកទទួលព្រះរាជាកុំឲ្យព្រះអង្គបង្ខំប្រតិខាងពេកចាំខ្ញុំលងលងចិត្តកូនស្រីខ្ញុំឲ្យបានស្រួលបួលសិនសេនាឮហើយក៏លាត្រឡប់ទៅវិញយប់ឡើងតាដងយាយជ័យនាំកូនរត់បណ្ដោះទៅនៅផ្ទះនាងតេនហើយប្រាប់នាងឲ្យហៅព្រានវិញរឹសពលារៀបមង្គលការកូនទាំងពីរផ្ដាំរួចរាល់ហើយតាយាយក៏នាំគ្នាត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញចាំទូលដោះសានឹងស្នេហ៍ចំណែកនាងតេនកាលបើបានបណ្ដាំបងហើយក៏ហៅព្រានវិញនឹងចៅប្រម៉ាញ់ឲ្យមកចូលស្ដីដណ្ដឹងក្មួយស្រីរួចឲ្យអាចារ្យមើលពលាការបន្ទាប់មកក៏ផ្ដាល់ដំណឹងទៅតាយាយមករៀបមង្គលការកូនវិញលុះដល់ថ្ងៃចូលរោងការតាដងយាយជ័យក៏លបធ្វើដំណើរតាមផ្លូវកាត់ក្នុងព្រៃមានសេចក្តីព្រួយបារម្ភជានិច្ចព្រោះខ្លាចក្រែងស្ដាច់មកតាមការគិតរបស់ពួកគាត់ច្រើនពេកធ្វើឲ្យពួកគាត់វង្វេងផ្លូវក្នុងព្រៃរកផ្ទះនាងតេមិនឃើញទទួលពេលនោះតានឹងយាយបានជួបក្មេងខ្វៀលក្របីម្នាក់ពួកគាត់ក៏សួរទៅក្មេងនោះថាអើអានាងផ្លូវណាទៅត្រៀងទៅវាំងពន្លោះផ្លូវណាទៅគូទៅស្រែរនោមដោយសារក្មេងខ្វៀលក្របីនោះចង់បានសំណែននិងភាពអ៊ូអរទើបគេឆ្លើយទៅតាយាយថាបើលោកតាលោកយាយចង់រកផ្លូវឲ្យឃើញដូចបំណងនោះសូមលោកទាំងពីរឡើងទៅបន់អ្នកតាខ្នងភ្នំដោយមានជាសំណែននិងលេងភ្លេងប្រពៃណីចំនួន9បទតាដងយាយជ័យឮពាក្យក្មេងនិយាយដូច្នេះក៏ប្រញាប់ឡើងទៅបន់អ្នកតាខ្នងភ្នំភ្លាមលុះពេលចុះមកវិញពួកគាត់ក៏រកផ្លូវឃើញធ្វើដំណើរទៅដល់រោងការហើយនាំគ្នាយកសំណែនមកសែននិងប្រគំបទភ្លេងថ្វាយអ្នកតាខ្នងភ្នំថ្លែងពីព្រះរាជាដែលគង់នៅព្រះពន្លាឯបន្ទាយលង្វែកពេលទ្រង់ជ្រាបពីបញ្ហានេះហើយព្រះអង្គជាមួយសេនាសម្ដៅទៅផ្ទះនាងតេនទតឃើញនាងត្រចាលនិងចៅប្រម៉ាញ់កំពុងក្រាបសំពះផ្ទឹមរួមគ្នាជាមួយគ្នាពេលនោះទ្រង់ក៏ទតឃើញគូស្វាមីភរិយាទាំងពីរនាក់មានរូបសម្ផស្សល្អស័ក្តិសមនឹងគ្នាទ្រង់ក៏បណ្ដោយឲ្យធ្វើកិច្ចផ្ទឹមរហូតដល់ចប់ក្រោយមកទ្រង់ក៏ហៅមេបាទាំងសងខាងនិងកូនប្រុសស្រីទាំងពីរនាក់មកជួបជុំចំពោះព្រះភ័ក្ត្រព្រះអង្គអ្នកទាំងអស់គ្នាមានសេចក្តីភ័យរន្ធត់ជាខ្លាំងព្រះរាជាត្រាស់សួរទៅចៅប្រម៉ាញ់ថាមើលចៅមាណពតើឯងជាកូនអ្នកណាបានជាហ៊ានមករៀបការជាមួយនាងដែលជាគូដណ្ដឹងរបស់យើងដូច្នេះ
Chau Praman tul ta bình tha tul pra bong kum chơi con đọc bọc bền vinh grab tul. ព្រះរាជាទតឃើញព្រានវិញជាព្រានរបស់ទ្រង់ក៏មានប្រាប់បន្ទូលថាព្រានឯងបានកូនប្រុសនេះមកពីណាម៉េចក៏យើងមិនដែលស្គាល់សោះអញ្ចឹងព្រានវិញឱនសិរសាក្រាបថ្វាយបង្គំដោយភ័យតក់ស្លុតជាខ្លាំងកូនប្រុសនេះមិនមែនជាកូនបង្កើតរបស់ទូលព្រះបង្គំទេគឺជាកូនចិញ្ចឹមទេក្រាបទូលព្រានវិញបាននិយាយរឿងរ៉ាវទាំងអស់ថ្វាយព្រះរាជា ហើយចឹងអល់ទៅចៅប្រម៉ាញ់ជាកូនដែលអង្គុយក្រាបសំពះនៅចំពោះព្រះភ័ក្រព្រះអង្គខណៈពេលនោះព្រះរាជាក៏ស្ទុះទៅអោបក្រសោបចៅប្រម៉ាញ់ហើយមានព្រះបន្ទូលថាកូនសម្លាញ់មេឪពុកយើងនេះហើយជាឪពុកពិតរបស់កូនព្រះអង្គថ្លែងពីរឿងគ្រប់យ៉ាងដល់មនុស្សគ្រប់គ្នា បន្ទាប់មកព្រះរាជាក៏ចាត់ចែងឲ្យរេពលដង្ហែព្រះរាជបុត្រនិងនាងត្រចាលចូលក្នុងព្រះរាជវាំងធ្វើពិធីអភិសេកឡើងសោយរាជ្យស្ដេចផែនដីដំណើរពីព្រះអង្គក្នុងពេលនោះរហូតតទៅ